Good morning, chào buổi sáng tất cả các bạn. Ngày hôm nay mấy anh em mình thức dậy từ rất là sớm, 4 giờ rưỡi sáng để cùng nhau chạy tới một cái đập nước cách thành phố mình, nơi mình sống, khoảng 1 tiếng 30 phút lái xe các bạn. Hôm nay mấy anh em mình sẽ trải nghiệm câu cá tại đây để xem có câu được cá không nhé các bạn. Lúc này thì mấy anh em mình mới vừa tới thôi và đang chuẩn bị mồi câu, lưỡi câu, chuẩn bị cần câu để bắt đầu câu cá ngày hôm nay. Và đây là những cái lưỡi mà mình sẽ dùng để câu cá. Con cá mình câu ở đập nước này thì cũng có nhiều loại lắm các bạn. Nó có wild bass, hybrid, cá chép, cá cod, cá buffalo, rất là nhiều loại, nhưng mà đa số mình sử dụng chung mấy cái loại này. Mồi làm những cái con slider màu trắng, đây là mồi giả nha các bạn, nó bằng cao su thôi nhưng mà nó làm thành hình con cá này con cá kia. Slider màu trắng, slider kim tuyến, slider màu trắng có đuôi xanh, rất là nhiều loại slider tụi mình sẽ sử dụng để câu ngày hôm nay. Sau một hồi chuẩn bị thì tụi mình bắt đầu thả cần. Mới xuống một chút thôi mà cái anh bạn Mỹ đứng kế bên, ảnh câu dính được một cái wild bass nha các bạn, làm cho mấy anh em tụi mình nao nức để mà dính được một cá. Ai cũng háo hức quăng cần câu cá, làm mồi, quăng ra kéo vô liên tục. Tại con cá này mình câu không phải là mình quăng ra rồi ngâm ở đó đâu các bạn. Câu như vậy là nó không có dính loại cá này. Loại cá này là phải Việt Nam mình gọi là câu lùa, câu rê gì đó các bạn. Phải quăng ra kéo vô, quăng ra kéo vô liên tục vậy đó. Thì mấy anh em mình đầu tiên là đứng ở cái vị trí này để thử coi ai sẽ đâu câu được cá ngày hôm nay. Thử hết con mồi này mà không có cá thì đổi con mồi khác, màu khác ra thử tiếp các bạn. Thì cứ quăng ra kéo vô, quăng ra kéo vô vậy đó. Sáng sớm thì trời nó cũng vẫn còn lạnh nha các bạn. Ra ngoài hồ này thì gió nhiều lắm. Ai không mặc áo lạnh là chắc chịu không nổi đâu. Mấy anh em mình ai cũng có mặc áo lạnh sẵn hết rồi. Tại vì ở đây là cái chỗ mà đó giờ anh em mình cũng thường xuyên tới đây câu cá mà. Cho nên biết trước nó sẽ như thế nào. Ở đây cũng có rất là nhiều người câu nữa các bạn. Mỗi cuối tuần là người ta hay tới đây câu lắm. Mấy ngày trong tuần thì vắng người câu hơn, tại người ta còn phải đi làm này kia. Nhưng mà cuối tuần thì sẽ có đông người đến đây để câu cá. Trong nhóm mình thì ai cũng biết câu cá hết á, cho nên người nào cũng tự lo được cái phần của người đó, tự chuẩn bị được cái cần câu của mình để mà câu cá thôi. Không có ai cần phải giúp đỡ hay gì hết. Anh em mình thì đứng từ nãy giờ quăng tới quăng lui chưa có con cá nào, mà cái anh bạn Mỹ kế bên anh cứ câu dính hoài luôn. Anh lại tiếp tục dính được một con cá wild bass nữa các bạn. Vận may chắc là chưa đến với lại nhóm tụi mình. Một anh bạn Mỹ kế bên, ảnh câu được một con cá cũng khá là bự các bạn. Mấy anh em mình tới quay video ảnh câu được con cá này. Bi cua thì cầm vợt giúp ảnh vớt con cá lên, tại vì con cá nó cũng hơi bự các bạn. Nhìn trên video vậy thôi chứ ở ngoài nó cũng bự lắm các bạn, nó cũng phải mấy ký.
Con cá này là con cá chép nha các bạn. Mà con cá này thường ở bên Mỹ này ít có ai lấy lắm. Wow, hai cha con người Mỹ này câu được con cá khá bự. Nhưng mà có lẽ họ không có muốn bắt nó lên, cho nên họ sẽ để xem họ sẽ làm gì với con cá này. Đa số Mỹ nó đi câu cá là nó dục lại hết à. Hoặc là nó thích loại cá nào thì nó lấy đúng cái loại cá đó thôi. Còn những con cá khác nó câu được nó cũng sẽ thả lại xuống hồ hết à các bạn. Không có giữ lại đâu các bạn. Ồ, con cá bự quá. Anh bạn Mỹ kế bên cũng tiếp tục dính được một con nữa. Không biết lần này là con cá gì. Mỗi lần anh dính là đều có người tới phụ cầm vợt sẵn để mà vớt con cá lên cho ảnh. Tại ảnh từ nãy giờ mình để ý thấy ảnh câu con nào lên cũng bự hết các bạn. Ảnh thiệt là may mắn các bạn. Nhìn ảnh kéo mấy con cá bự mà cảm giác thiệt là đã. Mấy con cá cỡ này thì quằn cần câu luôn các bạn. Cái con cá này là con cá nó là con cá buffalo nha các bạn. Mình không biết tiếng Việt nó là cá gì nhưng mà tiếng Anh nó gọi là con cá buffalo. Khá là bự. Mấy anh em mình lại tiếp tục quăng cần chờ cá cắn câu. Mình thì không dính, mà cái anh bạn Mỹ kế bên anh cứ dính hoài, thiệt là tức ghê. Con cá anh dính lần này là con cá white bass các bạn. Một cái anh bạn Mỹ khác kế bên lại tiếp tục dính các bạn, làm cho mấy anh em mình nao nức, nôn nao, nóng ruột. Ai cũng muốn câu được con cá hết các bạn. Nhìn thấy người ta kéo cá lên mà thấy ham. Còn bốn thằng mình đứng hoài, quăng hoài, chả có con cá nào để kéo lên hết. Nghĩ tới mà ức trong lòng. Mình cũng đi câu cá giống người ta thôi. Mấy anh bạn Mỹ kế bên câu được chín được một con cá khá là to. Nhưng mình cũng chưa biết là con cá gì nha các bạn. Để xem coi là con cá gì. That's catfish. Oh, spoonbill. How? Spoonbill. That's a big one. Con cá này là spoonbill nha các bạn. Anh bạn Mỹ này anh câu. Con cá spoonbill này á, dịch ra tiếng Việt á, nó là cá tầm thìa nha các bạn. Nó thuộc loại cá tầm. Nhưng mà ở Mỹ này á, con cá này đang được bảo tồn. Cho nên các bạn chỉ có thể câu nó được một tháng trong một năm. Đó là tháng 4 của mỗi năm. Và mỗi người chỉ được bắt một con thôi các bạn. Nếu các bạn làm sai luật thì các bạn sẽ bị phạt rất là nặng. Có những cái chỗ nó sẽ phạt tù các bạn luôn. Tại vì con cá tầm này đang được bảo tồn ở trên nước Mỹ các bạn.
Mấy cái anh bạn Mỹ đứng kế bên lại tiếp tục câu dính cá nha các bạn. Mấy ảnh câu cũng giống như tụi mình thôi, mà chắc do mấy ảnh được may mắn hơn tụi mình nên thường xuyên dính cá, mà con nào con nấy cũng bự bự không mà các bạn, nhìn là ghiền luôn các bạn. Trong khi đó mấy anh em mình thì trơ mỏ, chả có thằng nào dính được con cá nào hết. Mấy anh bạn Mỹ này thì dính hoài, dính liên tục, còn mình thì chả dính con nào, nhìn mà ghen tị luôn các bạn. Ước gì mình được như các anh ấy, câu dính được mấy con cá bự thiệt là đã. Nhưng mấy cái anh Mỹ này thường không có hay lấy mấy con cá này, cho nên mấy anh quyết định cho nhóm mình con cá này. Con cá này thiệt là bự. Con cá này nó có tên là con cá Buffalo nha các bạn. Anh Minh Bụi của mình nhanh chóng đớp con cá đem về, không thể để nó xảy được các bạn. Chứ mình thấy là nhóm mình ngày hôm nay là đi là không có thu hoạch được nhiều đâu các bạn. Ai cho cái gì vớt cái đó các bạn. Nhìn anh Minh Bụi cầm con cá mà mặt vui chưa các bạn, y như là anh câu được con cá bự tuyệt bự vậy đó. Mà thật ra là của mấy anh bạn Mỹ cho nha. Sau gần một tiếng rưỡi câu mà vẫn chưa có ai trong nhóm của mình dính được con cá nào, thì mấy cái anh bạn Mỹ kế bên mấy ảnh đi về, thì mấy anh em mình cũng quyết định về cái vị trí, lên vị trí của mấy anh bạn Mỹ để xem coi mấy anh em mình có câu được cá giống mấy anh bạn Mỹ đứng kế bên nãy giờ không. Chứ sáng giờ bốn anh em quăng mỏi tay mà vẫn chưa có câu được con cá nào hết. Thật là buồn quá các bạn ơi. Con quay bass đầu tiên nha các bạn. Và cuối cùng Bikua là người đầu tiên trong nhóm của mình câu được con cá đầu tiên, đó là con cá white bass nha các bạn. Sau đó mấy anh em mình tiếp tục quăng cần thả cần để tìm may mắn cho bản thân và hy vọng câu được một con cá khác ở trên cái đập nước này lần này. Hay quá, cẩn thận nha. Và cuối cùng may mắn cũng đã đến với bạn Phi. Bạn Phi câu được một con cá, đó là con cá white bass. Con cá này cũng rất là ok. Mấy anh em mình đi miễn sao mà câu dính cá là ai cũng đều thấy vui hết. Chứ từ sáng giờ toàn là ngó người ta câu dính không à, chứ mấy anh em mình cũng không ai câu dính được hết. Có lẽ con cá của Phi cũng là con cá cuối cùng của mấy anh em mình trong cái buổi sáng ngày hôm nay. Sau gần 3 tiếng lây hoay ở cái chỗ này, mấy anh em mình không có được may mắn cái chỗ này, chỉ câu được có 2 con cá thôi, cho nên mấy anh em mình quyết định đổi một chỗ câu khác để xem ở chỗ mới mấy anh em mình có được may mắn hơn không các bạn. Giờ mọi người cùng theo chân mình nha. Ok, let's go.